Chào các bạn. Các bạn ơi, đây là cái món ăn sáng của cháu mình nè các bạn. Mẹ nói mẹ đi đặt kim báp cho bé ăn đổi món, nhưng mà ai về về đây là sushi, cái này là rất là dễ làm, không có khó. Mình chỉ thiếu có rong biển thôi. Còn ở nhà cũng còn xúc xích, cũng còn trứng, cơm thì có sẵn. Đây là cà rốt nè, đây là hành lá nè, gọi là rau đó. Đây là trứng và xúc xích các bạn. Rồi cơm người ta cuộn lại vậy nè, mà bán một phần này là khoảng 35 ngàn là ăn có một buổi sáng thôi. Mà mình không biết kim báp là cái gì cho nên mình để đi mua vậy nè các bạn. Chứ ở nhà mình chuẩn bị đồ mình làm cũng được, nhưng mình mua không có cái rong biển này nha các bạn. Rong biển lá nè, rong biển bản bự siêu thị nó hết rồi. Hôm nay mình muốn review lại coi coi người ta làm như thế nào, và phần ăn sáng người ta bán bao nhiêu. Thì 35 ngàn với cái phần ăn này thì một bé lớn ăn thôi. Một bé lớn ăn thôi. Ăn vừa đủ ăn chứ cũng không có no lắm đâu nha các bạn. Thì người ta làm dĩ nhiên là làm thì phải có lời. Hơn nữa mùa dịch này cái gì cũng mắc hết các bạn. Mà mắc bao nhiêu thì cũng mua hết, miễn có vô bụng là được rồi. Nhưng mẹ ở nhà mẹ cứ sợ bà ngoại cực cực không cho làm, đã làm YouTube mà cũng sợ cực không cho làm. Các bạn thấy không? Đi mua một phần ăn như vậy là 35 ngàn đó các bạn. Nhưng mà người ta làm, người ta bán được. Khi mà muốn làm cái món gì tối phải lên Facebook nha các bạn, rau bán trước rồi mà người ta làm, chứ không phải là mình mua bao nhiêu đây mà người ta làm được. Rồi có ai đặt bao nhiêu phần ghi địa chỉ vô rồi người ta mới là đi mua, người ta làm bao nhiêu phần đó ra rồi người ta giao cho mình nha các bạn. Ở Sài Gòn thì nó có cái là nó cũng sướng, nhưng mà nó tốn tiền tốn kém nha các bạn. Có tiền là được, thành ra phải bán cái não mình ra để mà ăn đó các bạn. Bà ngoại thấy bao nhiêu đây, 35 ngàn thì cũng hơi hơi mắc, hơi cay cay, nhưng mà thôi mình sống thì mình cũng để cho người ta sống. Tại vì mùa dịch này cái gì cũng mắc hết. Cái gì cũng mắc hết các bạn. Để mình muốn, mình cần là có. Nhưng mà mình nghĩ là thôi thì cũng chấp nhận, đâu phải là nhiều nhỏ gì lắm đâu. Một lần cũng được, hai lần cũng được. Mình sống thì mình cũng phải để cho người ta con đường sống nha các bạn. Người ta có lời người ta mới sống nổi, chứ làm mà như mình thì mình ăn rồi được rồi. Còn người ta bán thì phải để cho người ta có lời. Xin chào các bạn nha, mình review lại cho vui nha các bạn, review chia sẻ lại cho vui đó các bạn, thấy không? Nó bình thường thôi. Cơm thì làm đúng chất của Hàn Quốc hay Nhật Bản, thì cái phần cơm này mình trộn một ít giấm và một ít đường, cơm nhão rồi mình cuộn lại thôi, có gì đâu. Trứng thì chiên sẵn, xúc xích thì cứ cắt ra cuốn, cà rốt thì mình có thể mình luộc trước đi, mình luộc trần trước đi rồi mình cuốn. Mà cái này là mình thấy người ta cuốn chặt nè các bạn, cũng đẹp đó, cũng làm bán được đó. Xin chào, chào nha các bạn ơi. Bây giờ cho nó chấm với tương cà này nha các bạn. Đó, hai bé ăn cùng một lúc, nhưng mà nhiêu đây hai bé ăn thì thằng lớn thì nó hơi yếu một chút, lớn nó ăn dữ lắm các bạn. Chấm với tương cà là rất là ngon luôn nha.